Rồi, ok các bạn, hôm nay cái bên trang channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Mình phần game là phần game Pichu, phần mình sẽ dùng for group lên VF lại trên phần zombie group nha các bạn. Đó, mới vô mình sẽ giờ mà dùng nhóm group lên đầu tiên. Mình sẽ cho biết đấu với lại con nhóm zombie ra lên vương nha. Đó, nhóm này có một con băng rất là mạnh nha. Có một con băng và một con hâm mạnh nha. Đó, bây giờ nó đã và một con nấm nó đã bắn làm cho nhóm zombie này quay hơi nghiêng quay ngược trở lại nha các bạn. Đó rất là hay nha. Rồi thế là nhóm đầu tiên này là zombie, nhóm group zombie đầu tiên này là đã win nha các bạn. Rồi đó các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ chuyển qua một nhóm group lên thứ hai. Đó nhóm này là có một cái con trái ớt này là nó sẽ làm cho zombie đi chậm lại nha. Đó bây giờ hai bên đấu với nhau. Rồi có con Boka nó quánh rất là mạnh nha. Ok liệu có thể vượt qua được là không nha các bạn. Đó liệu có thể vượt qua được là không nha. Rồi mình nghĩ là chắc chắn là vượt qua nha các bạn. Đó rất là mạnh. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo nếp vào một nhóm group lên thứ ba. Đó nhóm này là có một cái con gì mà đỏ đeo cái tai phone này đó. Đó nó đã boost ra nè, nó đã ra một cái luồng sóng âm rất là rộng nha các bạn. Rồi ok bây giờ là đang quyết đấu với nhau. Đó coi thứ nó có vượt qua được là không đây. No. Rồi, khả năng là không vượt qua nha các bạn. Đó, khả năng là no win. Rồi, ok. Tức là nhóm này mình thấy là đã thất bại nha các bạn, no win. Rồi, nếp bây giờ mình sẽ chuyển qua một nhóm group lên thứ tư. Đó, nhóm này là liệu có thể vượt qua được như hai nhóm kia là không nghe. Đó và cũng có một cái cây nó đang bắn một phát là hơi mạnh nha, nhưng mà có thể nghĩ có thể đủ sát thương nó vượt qua được không. Ok tiếp tục chiến đấu nào. Đó các bạn nào mình thấy kênh Điên Trần Xuyên của mình ra video hay hấp dẫn thì các bạn nhớ comment like share video này nha, giúp video này của mình phát triển hơn. Ok xin chào các bạn. Rồi bắt đầu thôi, cho mình nghĩ là no win nha các bạn. Đó nhóm này là no win. Rồi giờ chúng ta sẽ nét vào một group lên đầu tiên lại và biết cơ biết đấu với lại nhóm cho thằng zombie đầu tiên nha, à, thứ hai nha các bạn. Đó là con biết. Rồi ok liệu có thể vượt qua được không đây, rất là lộn xộn nha. Chắc chắn khả năng là vượt qua là cao các bạn, do nhóm này có một con cây nấm nữa, cái con nhiên con zombie này quay ngược trở lại. Ok rất là hay. Rồi đó là win với bạn. Đó nhóm này cũng mạnh nha. Rồi chúng ta có thứ thất thoát bao nhiêu con, một con nghe. Ok bây giờ tiếp tục thì nhóm thứ hai lại đấu lại trên thành zombie thứ hai. Nhóm này khả năng là vượt qua là rất là cao nghe, rất là cao nghe, có thấy không. Đó rất là cao, mạnh nữa các bạn, nhóm này rất là mạnh nha. Rồi chúng ta đã thành công nét vào nhóm group lên thứ ba. Đó đây là một con bích nha, bích ra là vua thì nhóm này có thể vượt qua được là không đây. Ok tiếp tục vào lửa. Ok thế là thành công các bạn. Đó nhóm bích này nó đã vượt qua được. Rồi nét vào một nhóm group lên thứ tư, liệu nhóm này có thể vượt qua được như nhóm kia được không đây. Nhóm này nghĩ là mới vừa thua các bạn. Nhóm này là mình xuất thương là rất là yếu. Đó mình đã tạo ra một cái team này, nói chung là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà nó mạnh là yếu đó, mình vô đánh mình biết nè. Ôi, chắc
chắn là không vượt qua các bạn thôi, rất là yếu đó, không có khả năng là gọi là làm cho Jimmy đi chậm. Mà thứ nhất là luôn sát thương bắn ra là không đủ đam đối với nhìn Jimmy đó, như là nhóm này rất là yếu này. Rồi giờ mình sẽ chuyển qua một cái nhóm lên thành Jimmy và group này là thứ ba này, nhóm thứ ba đó, cho biết đấu lại nhóm group của bên đầu tiên lại thử đi coi nó có vượt qua được không này, nó tăng mức lên và cho Jimmy nó cao lên nha. Ok, chắc là lộn xộn nha, chỉ có thể vượt qua được không? Mình nhờ mấy cây nấm thơm miên này. Ok, quay lại. Rồi, nói chung là thành công các bạn. Chắc là lộn xộn nhưng mà đâu vào đó hết. Đó, nó đã dần tới tiến tới nha các bạn. Đó, đã win. Tiếp theo, nét ra một nhóm group lên thứ hai lại nha. Chúng ta nó biết đấu là nhóm trên thành Jimmy group thứ ba. Đó, các bạn thấy không? Rất là mạnh nha. Đó. Ok. Nhưng con này cũng có đam quấn rất là sướng. Đó, chứ ớt bây giờ nó phà lưỡi ra các bạn. Nó nóng quá, nó tức quá là tỉnh tấn rồi nó phà lưỡi ra. Và nó tự hủy luôn các bạn. Rồi, đã thành công. Ok, very good. Tiếp theo là mình sẽ nét và nhóm group lên đó, thứ ba. Liệu có thể vượt qua được con AAT nghe này không các bạn? Mình đi qua anh này không? Ok, xả đam đi. Đó, xả đam nha. Ok, tiếp tục xả đam. Liệu thử vượt qua được cái công này, có thể binh được không đây. Đó, bạn nào thấy kênh pin trần của mình ra video hay hấp dẫn thú vị thì các bạn đừng quên ấn comment, like, share, ủng hộ video này của mình nha. Ok, xin chào các bạn. Rồi, nhóm nghĩ mình thành công nha các bạn. Hôm đó là thành công một trận. Rồi, tiếp tục, nhóm cuối là có liên sao. Nhớ mày đánh giá là yếu nhất trong các group lên này, yếu nhất các bạn. Ok, bây giờ mình đập. Đó, cái này nó đập mình các bạn. Rồi, tốc độ là không ổn luôn các bạn ơi. Quá yếu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nhóm group gia đình Jimmy. Group đây là thứ tư nha. Nhóm mình Jimmy cuối cùng. Đó, và mình sẽ cho nó đấu với group lên đầu tiên lại. Đấu 4 trận như vậy. Ok, thì nắm chắc là lợi hại nha. Làm cho Jimmy bây giờ ra, chắc là lợi hại. Đó, nhưng chắc là lộn xộn nha. Ok. Rồi, đã win các bạn. Đó, nhớ mình là tuyệt đối thắng 4 trận, win hết 4 trận, win hết 4 trận nha. Đó, rất là very good. Còn tôi nhớ mạng sau có thất bại là win đây. Cũng là win này được, cũng là phát huy lực 4 trận, win hết 4 trận nha. Đó, bắn ra rất là đã. Ok, chiến đấu đến cỡ cuối cùng nào anh em. Đó, chứ ớt bây giờ nó phà lưỡi ra, tạo thêm một cái đam nữa các bạn. Thay vì đập nó không biến mất mà đây là nó tự hủy luôn, nó tự biến mất và tạo thêm cái thương luôn. Chắc chắn là vượt qua các bạn ơi, theo mình đoán ok luôn. Rồi, nhóm này thuộc hiện là trong nhóm thứ hai là 4 trận, win hết 4 trận nha. Rồi, còn cái nhóm này sao? Nhóm group lên này sao nha? Có được vượt qua con Jimmy năm thương này con đây. Ok, mình sắp là cà, mình chơi với nhau nha. Hy vọng là vượt qua nha các bạn. Rồi, đã vượt qua. Đó, tiếp theo là nhóm group và lên cuối cùng. Đó, liệu là anh này có thể giúp nhất một cái trận cuối cùng này không nha. Ok, xong trận này mình sẽ kết thúc phần video tại đây nha. Đó, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Đây là phần so sánh nha. Đây là phần so sánh là giữa Thor và group lên và S lại cho thành Jimmy group nha. Đó, mình sẽ làm 3 phút thôi. Rồi, nhắm thấy không ổn các bạn. Đó là No Win Fadio. Nhớ mình nhắm cùi bắp nha các bạn. Rồi, mình sẽ kết thúc phần video tại đây nha. Goodbye các bạn.
Đó, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Ok, bye bye các bạn.